Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Triển khai Nghị định 17/2015 của Chính phủ về quy định tiền lương tăng thêm cho 11 đối tượng từ ngày 6 tháng 4 năm 2015. Hệ lụy từ ô nhiễm môi trường làng nghề. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán với Triều Tiên về khu công nghiệp Chung Kê Sơn. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 25.000 người nước ngoài đã và đang đứng trong hàng ngũ phiến quân của các tổ chức cực đoan như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2015, những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời nghiêm túc chỉ ra các bài học kinh nghiệm, thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng các đoàn thể nhà trường vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2018, Đại hội thống nhất tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 có phẩm chất đạo đức, có năng lực và uy tín, có khả năng quy tụ mối đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Theo Nghị định số 17/2015 của Chính phủ về quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, từ ngày 6 tháng 4 năm 2015, các đối tượng là cán bộ hưu trí, người được hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được tăng lương thêm 8%. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những hiệu ứng tích cực từ việc tăng lương của giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tại huyện miền núi Tam Đảo. Tốt nghiệp trung cấp mầm non năm 2012, cô giáo Phùng Thị Thu Trang về công tác tại trường mầm non xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo và được biên chế năm 2013 với hệ số lương 1,86. Sáng nào cũng di chuyển 20 km từ nhà đến trường, công việc vất vả, hệ số lương thấp. Khi tìm hiểu Nghị định 17/2015 của Chính phủ, cô giáo Trang phấn khởi khi biết mình thuộc diện được tăng lương. Trong quá trình chăm sóc và giáo dục các cháu thì em thấy là nhà nước đã có những chính sách rất là quan tâm và giúp đỡ cho giáo viên mầm non chúng em. Qua quyết định tăng lương của nhà nước lần này đấy ạ, cho những giáo viên dưới 2,34 như chúng em đấy ạ, thì chúng em cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng. Và cảm thấy là mình có thêm rất là động lực để chúng em có thể cố gắng hơn trong công việc là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu ạ. Trong đợt này, riêng trường mầm non Hồ Sơn có 11 trong tổng số 28 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường được tăng lương theo Nghị định số 17/2015 của Chính phủ. Đội ngũ giáo viên ngày nay thì các cô giáo càng được hưởng được những cái chế độ như vậy, sự quan tâm của nhà đảng và nhà nước như vậy thì các cô lại càng yên tâm hơn và càng có cái động lực thúc đẩy cho các cô để các cô làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho về công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu. 8 năm nay, chị Nguyễn Thị Phương Nam gắn bó với công việc nhân viên kế toán tại trường tiểu học xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, là nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68. Hiện nay chị Nam được hưởng hệ số lương 1,54. Miệt mài với những con số, bảng lương, tính toán thu chi của nhà trường trong khi gia đình ở xa, việc được tăng lương lần này cũng là niềm động viên để chị Nam phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thì đang làm về nhân viên của trường học, nhưng mà hệ số lương thì so với chi tiêu về cái thời điểm bây giờ thì nó quá thấp. Rồi thế nên là qua cái nghị định của chính phủ vừa qua đây thì được nâng thêm cho cán bộ công nhân viên có hệ số dưới 2,34 đấy, được thêm 8% của cái lương tối thiểu đấy. Thì cũng được thêm chút ít là để cho nó đỡ bù đắp thêm phần nào khó khăn cho nhân viên chúng tôi hiện nay. Theo thống kê của Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục huyện Tam Đảo, trong 11 đối tượng được tăng lương theo Nghị định 17/2015 của Chính phủ, đối tượng là giáo viên và nhân viên trường học chiếm đa số. Toàn huyện Tam Đảo
có trên 1.100 giáo viên, nhân viên trường học thì có khoảng 10% giáo viên, nhân viên được tăng lương đợt này. Đón nhận cái nghị định của chính phủ thì cán bộ giáo viên trong ngành rất là phấn khởi. Đây là một cái chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên nói chung và riêng đối với huyện Tam Đảo nói riêng. Thì chúng tôi ngay khi mà nhận được cái văn bản chỉ đạo của huyện và tỉnh, phòng giáo dục đã làm công văn triển khai tới tất cả các trường học trên địa bàn. Số giáo viên này của chúng tôi là chủ yếu là giáo viên trẻ mới ra trường và cái số nhân viên trường học thì trong ngành thì cũng đã có một sự quan tâm nhất định đến đời sống của số cán bộ giáo viên này. Thì tuy nhiên là nó cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận được cái chính sách này của chính phủ thì toàn ngành chúng tôi rất phấn khởi. Việc tăng lương cho 11 đối tượng có thu nhập thấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng việc phát triển làng nghề, trong đó tập trung thực hiện chính sách phục hồi phát triển làng nghề truyền thống và làng có nghề nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Thực tế, sự phát triển của các làng nghề đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, ngoài các mặt tích cực của làng nghề thì hoạt động sản xuất của làng nghề cũng đã và đang gây ra tình trạng tiêu cực, đó là ô nhiễm môi trường. Khảo sát những cái vùng mà có liên quan đến làng nghề mộc thì cụ thể là dưới Thanh Lãng thì thấy là cái vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề mộc rất là nặng nề. Thế thì trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã cũng tương tự như là bên kia thôi, họ cũng thiếu những các cái kỹ thuật xử lý thì chúng tôi đã hỗ trợ, dự án cũng đã có hỗ trợ là xây cái lò xử lý bụi gỗ, bụi sơn để là xử lý và cũng là tập huấn những các cái kiến thức liên quan đến văn bản chính sách pháp luật cho người dân để người ta hiểu, để người ta thực hiện. Thì vừa rồi là cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định. Nghề mộc truyền thống Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên có từ vài trăm năm nay, được tồn tại và phát triển theo phương thức trao truyền có nối, đã mang lại nguồn thu lớn cho các hộ sản xuất. Toàn thị trấn hiện có khoảng 1.800 hộ dân làm nghề mộc với trên 3.000 lao động làm nghề thường xuyên. Có gần 500 hộ trực tiếp mở xưởng sản xuất kinh doanh, thu hút trên 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân 45 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, bụi gỗ phát sinh ở hầu hết các công đoạn như cưa, xẻ, khoan, phay, bào, trà và phát tán ra môi trường làng nghề. Bên cạnh đó, làng nghề đã sử dụng sơn trong quá trình sản xuất đồ gỗ với nhiều thành phần hóa chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nhiều hộ còn sử dụng hóa chất ngâm, tẩm gỗ. Sau khi ngâm xong, nước thải không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Một số hộ gia đình còn tận dụng lòng đường, vỉa hè, khu công cộng làm nơi sản xuất làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Ô nhiễm tiếng ồn cũng là một bài toán khó đối với làng nghề, bởi sản xuất đồ mộc hiện nay hầu hết các công đoạn đều sử dụng máy móc, nhất là máy đục tự động phát ra tiếng ồn lớn, gây ảnh hưởng đến thính giác của người dân. Chúng tôi làm nghề mộc truyền thống, mặc dù là công việc nó có thu nhập rất là ổn định, thế nhưng mà về ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe thì khá là nghiêm trọng. Đối với bản thân chúng tôi là người có sức khỏe để làm hàng ngày, nhưng mà về những cái buổi trưa, buổi tối nghỉ là cũng cảm thấy là sức khỏe rất là kém. Cái thứ hai nữa là nhà có các bà già hoặc là em nhỏ thì là rất là vất vả đối với lại tiếp cận với lại cái không khí hàng ngày. Đặc biệt là những buổi chúng tôi phun sơn thì là khá là độc hại đối với toàn thể mọi người trong nhà và cả môi trường mọi người xung quanh. Tình trạng ô nhiễm làng nghề đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống của người dân. Ngoài ra, còn tác động trực tiếp đến cảnh quan môi trường nông thôn. Vì vậy, để việc phát triển làng nghề thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì các địa phương cũng cần phải có các giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tuân thủ việc bảo vệ môi trường, có quy hoạch phát triển làng nghề theo hướng bền vững. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán với Triều Tiên về khu công nghiệp chung Tê Sơn vào tuần tới sau khi có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã có những bước đi mới nhằm đơn phương tăng lương cho công nhân Triều Tiên làm việc tại đây.
Thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết do ngày 10 tháng 4 tới là ngày trả lương nên chúng tôi sẽ tiến hành thương lượng trước thời điểm này. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường cơ bản là tiền lương và các vấn đề còn tồn đọng khác cần phải được giải quyết thông qua đối thoại giữa các cơ quan liên quan. Bộ trên còn gửi một văn bản chính thức cho các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Kê Sơn, trong đó dọa sẽ có biện pháp kỷ luật nếu những công ty này chiều theo yêu sách đòi tăng lương của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Bình Nhưỡng trong tuần này đã có những bước đi mới, trong đó yêu cầu các nhân viên kế toán Triều Tiên làm việc cho các doanh nghiệp tại Kê Sơn bắt đầu tính toán theo mức tăng lương mới như nước này đề xuất trước đó. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 25.000 người nước ngoài đã và đang đứng trong hàng ngũ phiến quân của các tổ chức cực đoan như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS. Báo cáo của các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết làn sóng gia nhập các tổ chức cực đoan đang nổi lên cao nhất trong lịch sử. Đặc biệt, số lượng người nước ngoài gia nhập phiến quân đã gia tăng nhanh chóng, tăng khoảng 71% trong khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến tháng 3 năm nay. Syria và Iraq có khoảng 22.000 phiến quân nước ngoài đã và đang ở đây. Khoảng 6.500 phiến quân nước ngoài đang chiến đấu ở Afghanistan. Hàng trăm người khác thì ở Yemen, Libya và Pakistan. Một số lượng lớn phiến quân nước ngoài đến từ nước Tunisia, Maroc, Pháp và Nga. Số phiến quân đến từ Phần Lan, quần đảo Maldives gia nhập tổ chức cực đoan cũng đang gia tăng. Báo cáo nói thêm vấn đề này đặt ra mối đe dọa tức thời và lâu dài đối với an ninh thế giới. Do đó, cần sự hợp tác chia sẻ thông tin trong lĩnh vực tình báo trên toàn thế giới trong việc nhận diện các phiến quân nước ngoài. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Cục Tình trạng Khẩn cấp vùng Kamchatka cho hay, thêm một thủy phi cơ BE-200 đã được cử tới Mangadan để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm tàu cá Viễn Đông xảy ra hôm 2 tháng 4. Cũng theo nguồn tin này, tàu cứu nạn Andromeda chở thủy thủ sống sót và thi thể các nạn nhân trong vụ chìm tàu đã cập cảng Kozakov tại bán đảo Sakhalin. Ngay sau đó, ba thủy thủ trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển tới bệnh viện tại Mangadan và công tác mai táng các nạn nhân xấu số đã được chuẩn bị. Hiện tại, cơ quan tìm kiếm cứu nạn Nga đã khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân của tàu cá Viễn Đông rộng 8.800 km2 trên biển Kokos. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 13 thủy thủ còn mất tích. Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thành phố Kos, thủ phủ tỉnh cùng tên của Afghanistan, giáp với Pakistan, làm khoảng 20 người chết và khoảng 50 người bị thương. Trong số những người bị thương có một nghị sĩ nổi tiếng của nước này. Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người đang tiến hành một cuộc biểu tình phản đối tỉnh trưởng tỉnh Kos và yêu cầu ông này từ chức. Đây là vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất từ đầu năm đến nay ở Afghanistan. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2014, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt khối thuốc nổ giữa đám đông khán giả đang coi một trận bóng chuyền tại tỉnh Pasika, làm ít nhất 45 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường. Lần đầu tiên trong lịch sử, bang California của Mỹ đã phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước trên toàn tiểu bang bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Nguyên nhân là do bang này đang bị hạn hán nặng. Thống đốc bang California Jerry Brown đã cho biết trận hạn hán này chưa từng có trong lịch sử nên bang cần phải có hành động cấp bách. Sắc lệnh hạn chế sử dụng nước nhằm giảm bớt 25% lượng nước sử dụng trong toàn bang. Trong các biện pháp tiết kiệm nước bao gồm cả việc loại bỏ 4,6 triệu mét vuông bãi cỏ nhằm hạn chế lượng nước tưới. Một chương trình giảm giá tiêu dùng được triển khai trên toàn bang cũng nhằm khuyến khích người dân thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị hiện đại tiêu hao ít nước và điện hơn. Sân golf, công viên nghĩa trang và nhiều dịch vụ lớn khác sử dụng nhiều nước cũng bị cắt giảm mạnh. Những tòa nhà mới xây sẽ bị cấm sử dụng nước sinh hoạt dùng cho các hệ thống phun nước. Hạn hán tại California được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi nhiều vạt rừng tạo cảnh quan cho California giờ đây cây cối trơ trụi, rác rơ. Nhiều hồ nước và sông khô cạn gây thiệt hại nặng cho ngành nông nghiệp của Mỹ và ước tính lên nhiều tỷ đô la Mỹ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.